Đời xưa gặm việc nay, ai người truy kỷ ai là ai? Giảng giáo lý đề tài thứ hai hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ xã Tân An, thị xã Tân Châu, An Giang đến đây sẽ chia sẻ cùng đồng đạo của chúng ta qua đề tài chánh định, một trong ba chánh đạo. Vậy tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khách quý đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Sơn, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xa gần đồng đây tham dự, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay được sự phân công, chúng tôi trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta để cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề, đó là chánh định, tức là cái chánh sau cùng của Bát Chánh Đạo. Vậy để nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin được gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo, thì hôm nay đầy đủ nhân duyên chúng ta lại gặp nhau dưới mái đạo tràng của ban trị sự phường Long Sơn, đúng với câu là nhất ẩm nhất trác duyên do tiền định, tức là trên đời này mỗi miếng ăn mỗi thức uống thì đều do cái nhân duyên hiệp thành. Hôm nay chúng tôi và quý vị gặp gỡ với nhau trong hoàn cảnh như thế này là hoàn toàn do nhân duyên, cho nên chúng ta mới có cái cơ hội để gặp nhau. Và hơn thế nữa thì tôi cũng đã có hứa với quý đồng đạo xa gần, tôi sẽ tìm mọi điều kiện ở mỗi diễn đàn để cố gắng chia sẻ qua cái phần Bát Chánh Đạo, mỗi chánh thành một chuyên đề cho quý vị đồng đạo chúng ta theo dõi để nhằm thực hiện đúng theo lời dạy Đức Thầy, để chúng ta đi đến cái lộ trình giải thoát. Thì hôm nay đây cũng là cái chánh sau cùng, thì cũng đúng như cái lời chúng tôi đã có hứa, cho nên mong rằng tất cả đồng đạo khi chúng ta xem qua 8 cái điều chánh trong Bát Chánh Đạo mà Đức Thầy dạy, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ cố gắng tư duy để rồi mình thực hiện cho đúng, để nhằm đạt được cái lộ trình giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên hôm nay cái đặc thù của Bát Chánh Đạo thì đồng đạo mình đã nhận định được Bát Tà, bởi vì phàm việc gì có chánh thì cũng đều có tà. Khi chúng ta nhận diện được cái bộ mặt của tà định rồi thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ mình mới tiến sâu vào chánh định. Và hơn thế nữa, nếu nói theo lời Đức Phật thì chánh định còn gọi là tam muội, là một cái phương pháp sau cùng để giúp cho hành giả chứng được quả vị giải thoát, chứng được thánh quả thinh văn, cũng có thể nói là chúng ta chứng được quả vị A-la-hán. Mà bằng chứng là xưa kia năm anh em Kiều Trần Như là những người đã nghe Đức Phật thuyết qua cái bài pháp về tứ diệu đế, mà đại đế là đạo đế, và trong đó thì có cái phẩm Bát Chánh Đạo là cái phẩm sau cùng của 37 phẩm trợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, và cuối cùng là Bát Chánh Đạo. Vậy thì nếu nói về góc độ của đạo đế 37 phẩm thì chánh định là phẩm sau cùng. Nếu nói về góc độ lời Đức Thầy trong 8 điều đăng cấm trong Bát Chánh Đạo thì chánh định cũng là cái chánh sau cùng. Cho nên đây là cái điều rốt ráo còn gọi là tam muội, một cái phương pháp hoàn toàn đưa hành giả chứng được cái quả vị, tức là chứng được cái huệ, đắc được cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa khi chúng ta hành được cái chánh định này. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì đây cũng là một cái điều quan trọng. Như chúng tôi đã có nói ở các cái chánh trước, đây là cái điều mà Đức Thầy viết 3 lần
trong toàn bộ sấm thi của Ngài về bát chánh đạo. Cho nên bấy nhiêu thì chúng ta cũng biết đủ biết được đây là cái điều hết sức là cần yếu trong thời buổi ngày giờ này. Bởi vì có hiểu được bát chánh đạo, có thực hiện theo bát chánh đạo thì chúng ta mới không lầm vào tà đạo, chúng ta mới tiến sâu vào lộ trình giải thoát, chúng ta mới không gây nghiệp. Mà lúc bây giờ mọi hành động, mọi lời nói, luôn cả cái nguồn tư tưởng chúng ta đều tạo phúc, đều từ bi hỷ xả, đều là cái con đường trọn lành, rồi đạt đến chỗ trọn sáng, để rồi đi đến cái chỗ giải thoát. Cho nên cái tiêu chuẩn mà thầy đặt ra ở điều răn cấm thứ 8, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, thì theo tôi nghĩ trọn sáng ở đây có nghĩa là chúng ta phải hành bát chánh đạo. Khi mỗi đồng đạo chúng ta có được bát chánh đạo, nhất là chánh định này, đi đến cái huệ căn nè, đạt ở chỗ là gần như là chúng ta cái góc độ cao nhất của thiền định, để rồi đạt được trí huệ, thì lúc bây giờ hành giả đã hoàn toàn trọn sáng mới được về cõi Phật. Vì vậy cho nên hôm nay nhà tu nói chung, tín đồ của đạo Phật giáo hảo nói riêng, mà nếu như không hành trì bát thánh đạo, bát chánh đạo của Đức Thầy, thì cũng như bát chánh đạo của Đức Phật, thì tôi tin chắc rằng con đường giải thoát rất là còn xa vời đối với chúng ta vậy. Như vậy thì trở lại, hôm nay chúng ta sẽ bàn qua cái chánh cuối cùng là chánh định. Vậy thì chánh định là gì? Hành trạng của tà định như thế nào? Và phương pháp quán tưởng về thiền học hành trì như thế nào để rồi chúng ta có được chánh định, để chúng ta ra khỏi cái quả địa cầu này, ra khỏi cái cõi ta bà thống khổ này, ra khỏi cái cõi diêm phù đề này bằng một cách gọi là ung dung tự tại, để chúng ta tiến sâu vào cái lộ trình giải thoát. Thì đó là các yếu tố mà chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ tuần tự trình bày trong cái lần gặp gỡ ngày hôm nay trong cái phần về chánh định. Như vậy thì căn cứ là Đức Thầy, chánh định là gì? Đức Thầy dạy là suy gẫm chân chính. Vậy thì suy gẫm ở đây nó thuộc về hệ tư duy. Vậy thì giữa cái chánh định và chánh tư duy, nếu mà chúng ta không hiểu thì mình nghĩ rằng hai chánh này nó giống nhau, nhưng kỳ thật là nó khác nhau. Chánh tư duy tức là cái tư tưởng, tức là cái bao gồm cái tư tưởng là chân chánh. Còn cái chánh định là cái chúng ta nhào lộn tư tưởng đó, tức là cái mà chúng ta bắt đầu suy gẫm, bắt đầu đưa ra một cái định hướng, để rồi mình thực hiện cái định hướng đó, thì đó gọi là định. Vậy thì định ở đây quý vị đừng nhầm, định không phải là đứng là một chỗ. Đứng là một chỗ là một chuyện khác, đó là năm mà nằm ở trong thiền tờ thiền định. Còn mà định mà Đức Thầy dạy chúng ta ở đây có nghĩa là mình phải có một cái định hướng. Mà định hướng này phải định hướng chân chánh, định hướng này phải định hướng giải thoát, định hướng này phải định hướng tu hành, thì có như vậy chúng ta mới đạt được chánh định. Chứ không phải định là chúng ta dừng hết mọi thứ. Mà nếu như người tín đồ tại gia cư sĩ, mọi thứ chúng ta đều dừng hết, giống như cái phương pháp mà chỉ quán thiền chỉ đó của đạo Phật, để chúng ta dừng hết các cái gì đó, thì xin thưa rằng cũng chưa phù hợp lắm so với Đức Thầy. Bởi góc độ này Đức Thầy đang dạy chúng ta là người tín đồ tại gia cư sĩ. Vậy cho nên theo nhận thức của chúng tôi, chánh định ở đây tức là chúng ta phải có một định hướng, và cái định hướng này phải theo một cái quy trình, một cái sự chân chánh, định hướng trên cái lộ trình tu hành và định hướng trên lộ trình giải thoát mà Đức Thầy đã dạy. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói thêm về một số vấn đề. Và hơn thế nữa, Đức Thầy dạy thứ 8 chánh định chớ lầm, tức là từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên, ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hớ hên với người. Vậy thì trong bài dặn dò bổn đạo, Đức Thầy lại khẳng định thêm cho chúng ta biết một cái khái niệm này nữa. Đức Thầy sợ chúng ta lầm, như chúng tôi vừa nói, nếu như chúng ta là người tín đồ tại gia cư sĩ, mình nói bây giờ thực hiện chánh định, tôi không còn suy nghĩ chuyện làm ăn nữa, tôi không còn suy nghĩ chuyện phát triển tôn giáo nữa, vân vân, tôi chỉ bây giờ biết ngồi một chỗ định như vậy, ngồi trơ trơ như cục đá vậy, thì chưa phải, cái đó không phải là chánh định. Bởi vì cái mà chúng ta bàn là mình đang thế vai của Bồ Tát, đạo chúng ta là đạo Bồ Tát hạnh. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định một điều là ở chỗ này là thứ 8 chánh định chớ lầm. Cái chữ lầm này có hai nghĩa của gì ạ? Cái nghĩa thứ nhất, Đức Thầy sợ chúng ta lầm. Mình nói hành bát chánh đạo, bây giờ tôi đóng cửa lại, tôi ngồi trong phòng vậy đó, tôi định mình nên tôi vậy, ngày này sang tháng nọ, tới giờ cơm mình tôi ăn cơm, tới giờ đi tiểu tiện thì tiểu tiện, ngầu đó định hoài, tới nào thành Phật thôi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bắt cặp, nó không đúng theo đường trung đạo. Cho nên vì vậy cho Đức Thầy mới mở rộng chỗ này, lầm là chúng ta phải nhận định rõ, định là định hướng. Cho nên câu tiếp theo Thầy mới dạy là từ bi hai chữ đứng nằm chứ quên đó. Và cái nghĩa thứ hai của chữ lầm là gì? Chữ lầm là cái sự hôi thú với bùn nhơ đó, dưới đáy ao đó. Theo Hán Việt từ điển đó là lầm, tức là lầm là bùn dưới đáy ao. Chữ lầm là đục,
Chữ lầm là chữ lầm là cẩn cáo, chữ lầm là nhơ xấu. Vậy thì nếu như hôm nay người mà hành cái chánh định này mà còn cẩn cáo, còn bùng nhơ, còn nhơ xấu, cái trong lòng chúng ta giống như ở dưới đáy trịnh vậy đó. À, tức là dưới đáy hầm, đáy ao đó, tức là nó dung chứa những cái thứ ô uế, những cái tạp niệm, những cái phiền não, những cái buồn vui, những cái ích kỷ, những cái nhỏ mọn, thì những cái đó đều rơi vào tà định. Cho nên thầy mới dùng cái chữ lầm, nói gọn cái chữ lầm đấy là đục đó, là nhơ xấu, nó chồng chồng với nhau, gọi là lầm. Vì vậy Đức Thầy mới dạy thứ 8 chánh định cho lầm, có nghĩa là chúng ta đừng có để cái sự nhơ xấu mà nó chằn ép đi cái Phật tánh của chúng ta, để rồi chúng ta phải đọa lạc trầm luân. Thì đó, nếu như con người nào mà trong tâm họ còn những cái tư tưởng đó theo cái chữ lầm của nghĩa thứ hai này, thì đấy là chúng ta rơi vào tà định luôn vậy. Vì vậy Đức Thầy mới dạy thêm là tức là từ bi hai chữ đứng nằm chứ quên. Như vậy thì rõ ràng đến đây chúng ta mới sáng ra cái nghĩa, mà đừng có lầm, không phải chánh định ở đây mà chúng ta ngồi một chỗ đâu, ngồi yên một chỗ đâu, mà Đức Thầy dạy chúng ta phải có tâm từ, phải có tâm bi. Vậy là chúng ta vượt luôn cả Bồ Tát rồi. Lúc này chúng ta phải có tâm Phật. Từ là thương xót, bi là, tức là từ là thương yêu, bi là cứu khổ. Vậy thì khi một cái người hành chánh định này thì cái người này phải có một tình thương. Thí dụ bây giờ bên ngoài người ta đang khổ, bên ngoài người ta đang lặn hụp trong bể mê sông khổ, bên ngoài người ta đang bị mê si, bên ngoài người ta đang bị đó khác, mà chúng ta ngồi ở đây chúng ta định một mình ên mình trong một cái căn phòng nhỏ bé, thì xin thưa rằng nó sai rồi quý vị. Mình phải có lòng từ và mình phải có lòng bi. Bi là thương xót, từ là thương xót, bi là chúng ta cứu khổ, thương yêu và cứu khổ đó. Thì mình phải vận dụng mọi điều kiện sẵn có với một cái tình thương bác ái. Tình thương là chúng ta lúc bây giờ mình chẳng những đóng vai Bồ Tát như chúng tôi nói ở các cái chánh trước, mà đến giai đoạn này chúng ta đóng vai Phật luôn. Tâm chúng ta phải từ bi, để rồi mình làm các mọi cái công tác hành thiện, thiện nguyện, mọi cái công tác mà có thể chúng ta dùng mọi phương tiện sẵn có để chúng ta làm sao cứu vớt, làm sao khuyên nhủ cho mọi người thức tỉnh tu hành. Thì như vậy thì chúng ta đừng quên vấn đề này mà thầy dạy là từ bi hai chữ đứng nằm chứ quên. Dầu đứng hay nằm, muốn nói ở đây trong một cái quá trình tứ tướng quay nghi, trong mọi cái hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày, thì điều này chúng ta đừng quên. Cái gì quên được cái đồng đạo, chứ cái này chúng ta không quên. Cũng như các chuyên đề khác mà chúng tôi trình bày, cho nên lòng chúng ta phải lúc nào cũng từ bi hỷ xả, mình không quên đó. Và Đức Thầy mới dạy thêm đó, tức là từ bi hay chữ đứng nằm chứ quên, Đức Thầy mới dạy thêm là mỗi cái công việc của mình đừng có hớ hên là không được. Chúng ta phải đâu đó chặt chẽ, đàng hoàng, tử tế, thì như vậy mới thực hiện đúng cái vai trò của một cái người tu. Mà thầy dạy, tôi xin nhắc lại, thứ 8 chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hớ hên mới là hớ hên với người chứ. Tức là mà Đức Thầy đã dạy rất rõ. Vậy thì đấy là chúng tôi cũng xin nói thêm một số vấn đề trong cái phần định nghĩa kết hợp giữa dân tảng và dân dần trong cái bài. Tức là dặn dò bổn đạo để cho chúng ta có một cái khái niệm để mình khỏi lầm. Chứ không khéo rồi chúng ta cứ nghĩ rằng cái định này giống bên đạo Phật, người ta nhập thất, người ta ngồi thiền là định, thì xin thưa rằng đó là tốt rồi. Nhưng mà cái định của Đức Thầy dạy chúng ta là định của người tại gia cư sĩ, định theo cái lối nhập thế chứ không phải là yếm thế. Định ở đây không phải là chúng ta cứu tự cứu mình, mà chúng ta cứu độ chúng sanh như chúng tôi vừa định nghĩa. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái định nghĩa này xong rồi, định nghĩa đúng về chánh định rồi, thì yếu tố thứ hai chúng ta cũng phải hiểu thêm về cái hành trạng của tà định. Hành trạng như thế nào, cái bộ mặt của tà định như thế nào, khi chúng ta hiểu được điều này thì mình mới tiến vào chánh định được. Mà tôi cũng thường nói, khi mà chúng ta thấy được tà, biết đó là tà, biết mình dở, biết điều này mình là sai rồi, thì bao nhiêu là thấy chúng ta là cái người đúng rồi đó. Chúng ta là cái người giỏi gì đó. Bởi mình biết sai, mình biết dở, thì điều này chúng ta phải có cách khắc phục. Còn sợ nhất ở trên đời này, có những hạng người sai mà họ không biết, dở mà họ không hay. Họ đang sống chung với ma, sống chung với quỷ, họ đang bị ma quỷ dẫn dắt, họ đang làm tôi bói tôi mọi cho ma quỷ, họ đang bị thụ động với ma quỷ, họ không hay. Thì cái đó mới là cái mà chúng ta thấy khó sửa. Còn nếu như đồng đạo chúng ta khi hiểu được cái phần tà, khi biết được phần tà, mà nếu chúng ta còn phạm vào tà nữa thì đây thuộc về cái người cố chấp, thì rõ ràng đó là tại họ chọn con đường xấu để họ đi thôi, mình không còn bàn nữa. Còn nếu khi mà chúng ta hiểu được con đường tà rồi thì mình chuyển hóa lại, đi theo cái lộ trình chân chánh, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ khỏe, hạnh phúc, an lạc. Cái phương pháp tu hành trong giáo thuyết học Phật tu nhân mà Đức Thầy dạy chúng ta ở đây
Không phải chúng ta sanh về có Phật được an lạc đâu quý vị à. Nếu như đồng đạo hành trì đúng theo là Đức Thầy thì chúng ta sẽ an lạc tại cõi thế gian này trước khi chúng ta về được tịnh độ à. Chúng ta sẽ an lạc tại cõi đời này, chúng ta sống chung chạ với bao nhiêu người trong cõi đời này mà tâm chúng ta luôn an lạc, tâm chúng ta đối cảnh vô tâm mạc chánh thiền, chúng ta không có còn là ô nhiễm một cái gì nữa, tâm chúng ta là tâm không, thì mình sẽ an lạc tại đây. Và từ an lạc tại đây chỉ khi bỏ xác này mình mới an lạc nơi miền Phật cảnh. Thì đó là chúng tôi cũng nói thêm như vậy. Như vậy thì cái hành trạng của tà định thì chúng ta nghe Đức Thầy dạy rất là rõ, tức là Đức Thầy cho biết rằng con người thường hay có những ý định muốn làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu có thêm lên, nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thổi. Tức là con người thường hay có những ý định muốn làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu có thêm lên, được sung sướng thêm lên chứ. Tức là ba yếu tố. Vậy thì thường thường thì đây là một cái tư tưởng chung mà chúng ta nên nhớ, đây là ý định nha. Con người thường hay có những ý định muốn cho mình được giàu có thêm lên, được sáng thêm lên, được sung sướng thêm lên. Thì điều này ai cũng có tư tưởng này, nếu là người đời. Mà khi chúng ta chưa tu cũng vậy đồng đạo ạ. Thì thường thường trong cái nguồn tư tưởng chúng ta, dù rằng mình không nói ra ngoài, nhưng mà mình nói với lương tâm của mình, tự mình nhủ mình, ước gì mình được giàu có, ước gì mình được sáng suốt, ước gì mình được là sung sướng. Thì gần như ba cái khái niệm này là ba cái nhu cầu cần thiết trong cuộc sống sinh nhai của loài người chúng ta, của nhân loại chúng sanh. Nhưng không ngờ theo chân lý của nhà Phật, theo là Đức Thầy dạy, theo cái phương trình học Phật, thì ba cái điều này là ba cái điều trái ngược. Bởi vì ba cái điều này là ba cái điều chúng ta mong cầu cho lợi lạc của cái bản thân giả tạm. Phải không quý vị? Chúng ta muốn cho mình được sáng thêm lên, được giàu có thêm lên, được sung sướng thêm lên, thì rõ ràng những cái này là chúng ta chỉ đầu tư vô cái giả thôi. Tức là nghĩa là mình đầu tư cho cái thân này chứ gì? Đầu tư cho thân này. Tức là gần như những cái này là những cái mà chúng ta đầu tư vào cái giả. Cho nên có đồng đạo lại đặt vấn đề là tại sao mà muốn sáng thêm lên Đức Thầy không cho. Thì nói chung ra vấn đề này nó cũng rất là phải nói nhiều ý trong này. Cái yếu tố muốn nói ở đây là đây là ý định chỉ muốn thôi, chứ nhiều khi chúng ta chưa thực hiện à. Và cái thứ hai, chữ sáng này không phải là sáng suốt có được trí tuệ xuất thế gian, mà cái sáng này nó rơi vào thế gian, nó rơi vào cái thế gian, cái trí tuệ gọi là thế trí biển thông đó. Nhiều khi chúng ta cũng muốn mình được sáng suốt hơn bao nhiêu người nữa. Nói dù rằng mình học không cao, học thì không học, mà giờ này khi bắt ra gặp một chuyện gì đó thì lúc nào mình cũng muốn mình phải sáng suốt, tức là nghe phải hiểu phải biết. Thì đấy là những cái ý định mà Đức Thầy cho biết rằng những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thổi. Mà Thầy cho biết rằng tức là ở đời con người thường hay có những ý định muốn làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu có thêm lên, được sung sướng thêm lên. Nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thổi. Đức Thầy cho biết rằng ý định nó nhỏ lắm, quá nhỏ nhen rồi. Mà nó thấp thổi đó. Có nghĩa là những ý định này là không bao giờ chúng ta vượt khỏi cái kiếp con người chúng ta. Đây là cái nguyên nhân đồng đạo à. Đây là cái gốc nè. Cái gốc của sanh tử luân hồi quý vị ạ. Cũng vì từ ngàn xưa đến nay, từ vô lý kiếp đến nay khi sinh ra làm người, thì tôi và quý vị đầu cứ lập một cái định hướng cho mình. Đây là định hướng à. Chánh định là định hướng chân chánh, mà tà định định hướng tà dạy. Mình cứ lập một cái định hướng cho mình, một cái phương trình cho mình là mình sinh ra rồi, khi cứ lập gia thất, có chồng, có vợ, có gia đình, mình phải là người giàu có. Mình phải là người sáng suốt. Mình phải là người sung sướng. Cho nên không ai muốn mình nghèo cả, cũng không ai muốn mình là người tối tăm cả, mà cũng không ai muốn mình là người cực khổ cả. Nhưng mà chúng ta muốn được không? Xin thưa là không. Bởi vì nhân nguyện như thử mà thiên ý dĩ nhiên dĩ nhiên. Người muốn vậy, nhưng mà trời chẳng cho vậy cho vậy. Bởi vì tất cả đều do cái định nghiệp, đều do cái nhân quả. Chúng ta muốn giàu thì kệ chúng ta đi, chúng ta muốn sáng thì kệ chúng ta đi, chúng ta muốn sung sướng thì kệ chúng ta đi, chỉ nhọc sức thôi. Nhưng mà thật chất ra hàng ngày, cái thuật toán hàng ngày, thì thuật toán này do luật nhân quả nó định đoạt chúng ta. Có người ta không muốn giàu, người ta vẫn giàu. Có người ta không muốn sung sướng mà người ta vẫn sung sướng. Có người ta không muốn người ta sáng suốt nhưng tự nhiên người ta sáng suốt à. Thì đây xin thưa quý vị, không phải đây là mọi thứ là tự nhiên, nhưng mà ý chúng tôi muốn nói như vậy, mọi thứ đều đi theo một định luật nhân quả. Nói một cách dễ hiểu đó, ở đời người ta ngộ lắm. Khi mà gieo giống trồng cây người ta không muốn trồng, nhưng mà khi tới mùa hái quả người ta muốn người ta có thật nhiều quả. Họ lúc trồng thì không chịu trồng, không chịu phá lâm, không chịu gieo giống, không chịu tưới nước, không chịu bón phân. Nhưng mà tới mùa là hái trái rồi, muốn mình được có trái ăn. Vì muốn có không có gì? Không.
Đó chỉ là khát vọng, đó chỉ là mộng mị, đó chỉ là mộng ảo thôi, là khát vọng thôi. Vì vậy cho nên Đức Thầy muốn nói đó là nói những cái khát vọng, mà lại cái khát vọng này đi vào cái chỗ họ gọi là, tức là nhỏ nhen thấp thổi. Cho nên lúc bây giờ thì khi chúng ta sanh người làm người rồi, quý vị xem lại trong thập nhị nhân duyên thấy rõ đó. Thì cũng chính vì những ý định này nè, chúng ta đầu tư vào cái giả tạm, đầu tư vào sắc thân giả tạm này, vì mình muốn giàu, mình muốn sáng, mình muốn sung sướng. Cho nên lúc bây giờ mình tính trăm mưu ngàn kế, hết bài mưu kế này đến bài mưu kế nọ, để mình được có những cái định hướng, cái khát vọng của mình. Rồi cuối cùng rồi, khi chúng ta bỏ xác này rồi thì cái như là mọi thứ đã xong. Và từ ở cái chỗ ham muốn đó, nó là nhân. Từ ở chỗ cái nghiệp trong sự ham muốn đó, nó là nhân. Và nó kéo linh hồn chúng ta trở lại kiếp khác, cũng là con người nữa. Mà không khéo rồi, trong cái sự ham muốn đó, nếu chúng ta hành động những cái sự hung dữ, giết người, phạm vào 10 điều ác chẳng hạn, thì nó kéo ta đi xuống, xuống hoài tới 10 tầng địa ngục thôi. Thì nó không hết. Đức Thầy dùng cái từ là, tức là những ý định nhỏ nhen thấp thổi, thì phải nói rõ là chúng ta không còn bàn nữa đâu. Tại sao mình không có những ý định lớn hơn, không những ý định thành Phật, không những ý định thoát khỏi kiếp đời sau thống khổ này, mà lại chúng ta lại có ý định nhỏ nhen này? Chắc có lẽ là chúng ta nhìn chưa rộng thôi. Thì một lát nữa tới cái phần pháp hành tôi nó rõ hơn vấn đề này, phải không quý vị? Đó. Và Đức Thầy dạy thêm rằng họ không hiểu rằng, bởi vì họ không hiểu nè, cái định kiến của họ, cái tư duy họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, thân thể lạc luân, của cải gia tài như đám phù dân trước gió, nước bọt mây bèo, những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, như là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, trong đó có chúng ta. Đức Thầy dạy quá rõ ràng rồi quý vị ạ. Như vậy thì sở dĩ chúng ta có tà định là cái gốc, cái nguyên nhân chính đó. Cái nguyên nhân chính là do chúng ta không hiểu, không hiểu cuộc đời là giả tạm, cuộc đời này có gì là thật đâu, phải không quý vị? Những cái mà chúng ta thấy được trên cõi đời này thì nó sẽ hữu hạn một thời gian, bởi vì mọi thứ đều do nhân duyên sanh. Khi nhân duyên hết rồi thì mọi thứ tan rã, của cải, nhà cửa, tài sản, gia đình, luôn cả bản thân chúng ta, có gì đâu mà thật. Cho nên Thầy mới dạy ở cái chỗ họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, thân thể lạc luân, tức là ý muốn nói rằng cái thân thể chúng ta nó không định một chỗ. Dù rằng lúc mà nhỏ bé chúng ta tính là mình ở chung với cha mẹ vậy là ngon lành rồi đó. Điển hình như ngày nay nè, những năm gần đây, những thập niên gần đây như thế nè. Ngày xưa mình đâu có nghĩ rằng là khi lớn khôn rồi đó, rồi mình lên Sài Gòn mình làm thuê ở công ty đâu, mình lên Bình Dương làm thuê công ty đâu, hoặc là mình lên Đồng Nai mình làm ở các xưởng gỗ, đâu nghĩ điều gì. Mình cứ nghĩ đơn giản là khi mình lớn khôn rồi nè, chính là những người bạn cộng cùng tuổi với tôi, hoặc nhỏ hơn tôi, hoặc lớn hơn tôi vài tuổi nè, hồi đó hiểu nhau, biết nhau, thì cứ nghĩ rằng lớn khôn rồi thì được cha mẹ dựng vợ gả chồng ở trong này làm ăn, làm ba cái ruộng, hoặc là làm thuê làm mướn gì đó. Đâu có nghĩ là mình giờ này phải trôi nổi ở trên, ở các tỉnh ngoài vậy. Rồi một năm như vậy về nhà được một hai lần hả? Những ngày lễ nè, những ngày Tết thôi, thì phải là thân thể lạc luân không? Rồi nhiều khi nó còn đi xa hơn nữa, bởi vì trước mắt chúng ta nó vẫn là dấu chấm hỏi đồng đạo bà. Mà Đức Thầy đã dạy ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Cái điều này chúng ta không bao giờ biết được à quý vị à. Cho nên thì chúng ta gẫm nghĩ lại rồi, chúng ta ngẫm lại cuộc đời của mình, thứ là theo thầy, là lời Đức Thầy dạy thì thấy rõ ràng là thân thể lạc luân mà, đâu y một chỗ đâu, bởi nó vô thường mà, gần như chúng ta không định đoạt được luôn. Cái số phận con người nó đưa đẩy chúng ta một cách phải nói rõ là nghiệt ngã đó đồng đạo à. Nếu người nào có phước thì cái sự đưa đẩy đó nó vào một cái lộ trình hạnh phúc. Rồi cái người nào vô phước thì cái sự đưa đẩy đó nó vào một cái lộ trình gọi là bất hạnh, nó không hết, đó là thân thể lạc luân đó. Rồi của cả gia tài với đám phù dân, may nổi hả? Phù dân là may nổi. Rồi đám phù dân trước gió, vậy thì giống như của cả gia tài chúng ta quý vị, giả sử nhà mình rất là giàu có, mấy chục con ruộng, gửi ngân hàng mấy tỷ bạc, nhà từng hai ba tấm, thì chúng ta hãy nhìn những cái đám mây trên trời, ai cũng thấy hết đồng đạo à. Nói ra Đức Thầy giải nghĩa này quá dễ hiểu à. Dốt cái nào chúng ta cũng hiểu được điều này thôi, ai cũng hiểu được. Của cả gia tài với đám phù dân trước gió, như cái đám mây ở trên trời, mà đám mây để mây trước gió nha. Phải mây không có gió nó cũng còn động ở đó một vài giờ đồng hồ. Còn đám mây trước gió thì chúng ta thấy lúc nào cũng bay lơ lửng hết. Ý Đức Thầy muốn nói của cả gia tài chúng ta giống đám mây vậy đó, nói trước gió đó. Phải nhìn đó mà thấy đó, nhìn đám mây đi rồi thấy của cải mình cũng vậy đó. Nay tan mai hợp, đâu có trường tồn đâu. Nó ở lại chút xíu à, rồi nó bay mất tiêu à. Mà thật sự như vậy vậy à.
Bởi vì chữ phụ dân phú quý nay mai luôn cái chuyện về qua đổi lại nè. Tiền của chúng ta không bao giờ yên trong túi của mình, phải không quý vị? Nay ở từ người này, một lát ở người kia, một lát người nọ. Đồng đạo không tin tôi, đồng đạo có một tấm giấy 500 ngàn, đồng đạo nhớ về một số series của nó giùm tôi đi. Ghi lại đi, rồi thử đồng tiền nó đi tới bao xa. Chừng nào nó trở lại với mình, không? Bởi nó vốn dĩ là mây bay trước gió mà. Rồi thầy còn giải nghĩa thêm, còn giải nghĩa thêm là như nước bọt mây bèo nữa. Thôi thôi, không còn nói nữa rồi. Rõ ràng là vinh qua dường thể cúc mai mà. Cuối mùa tàn lũng lâu dài đang đâu. Mà ta là chi bằng thầy học đạo màu. Mà đức thầy đã dạy. Vì vậy cho nên cái điều quan trọng nhất ở cái chánh định này, chúng ta phải hiểu điều này nó là giả thì chúng ta là chánh, mà nếu chúng ta chạy theo điều này thì chúng ta là tà định thôi. Mà thầy đã giải nghĩa từng câu từng chữ vậy thì chúng ta phải nói rõ là phải nói là quá chân lý rồi. Cho nên ông cha chúng ta, tôi cũng thường nói ông cha chúng ta có tinh thần Phật giáo lắm đồng đạo à. Lời ông cha chúng ta chân lý lắm, mình chưa nói tôn giáo à. Con ơi, có ai giàu ba họ, có ai có ba đời. Rõ ràng đúng không? Là chỗ này nè. Nó có ai đâu mà giàu ba họ, có ai nào có ba đời đâu. Giàu có trong giây lát chút cũng hết rồi. Mà trong một cái bài kệ tỉnh thế dân chúng ta nghe mình hết sức là thấm thía. Cuộc trần thế phiên ai hãy gẫm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh như bọt nước có ra gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp. Sang cho lắm cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái tuổi xuân đeo đuổi kiếp con người, thân tứ đại lấy chi mà bền chắc. Phải rõ ràng không? Nghe cái bài tỉnh thế dân này rõ ràng không có gì? Rõ ràng như vậy đó. Và Đức Thầy còn cho biết thêm, ngoài là của cả với đám phù dân trước gió nước bọt mây bèo, rồi Thầy mới định nghĩa thêm những cái sinh, cái bệnh, cái lão, cái tử. Đây là tứ khổ, sinh lão bệnh tử, được đặt cuộc đời của người này đến người khác, đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thể sót một ai. Thêm họ vẫn cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh, theo mùa phú quý, đi theo những vật dục tiểu ti eo hẹp. Thầy dạy rất rõ. Như vậy thì sau khi mà chúng ta nhìn được thật kỹ của cải gia tài nó không thật rồi, như bọt nước, như phù dân, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao, mà ngày xưa Nguyễn Công Trứ đã nói rất rõ rồi, rất rõ vấn đề này rồi. Rồi cái tiếp theo nữa là cái thân. Cái thân này, trong cái chánh trước thì thầy, trong cái phần chánh niệm thì thầy cho biết cái thân này do tứ đại. Còn ở phần chánh định này đó, thầy cho biết cái thân này là do sanh tử luân hồi. Bốn cái điều này phải nói rõ, chúng ta không thoát khỏi đồng đạo, không thoát khỏi. Vậy thì khi mình sinh ra cõi đời này, vì linh hồn chưa hoàn toàn trọn đoạn hạnh mà đắc quả vị đến đầu thai làm con người tại thế gian, thì lúc giờ chúng ta ném sự khổ rồi. Khi sinh ra chúng ta khổ a khổ a rồi, mình khóc trước rồi, chúng ta đã khổ rồi, sinh ra là chúng ta thấy đã khổ rồi, cho ai mà cười đâu, kính thưa đồng đạo. Và từ cái khi sinh ra rồi càng ngày cái thời gian nó lớn khôn, rồi tất nhiên chúng ta sẽ già. Cái người này sanh trước thì già trước, người này sanh sau thì già sau. Cho nên được đặt cuộc đời người này đến người khác. Rồi chẳng những già không mà ta nó bệnh nữa. Thì điều này quá thực tế rồi. Bữa nay người này bệnh, ngày mai người kia bệnh, tức là đặt cái người này rồi đặt người khác nữa. Có ai thoát khỏi bệnh không? Có ai thoát khỏi già không? Bản thân chúng ta vẫn già, rồi bản thân chúng ta vẫn bệnh. Cái thời gian nó trôi trôi hoài, nó cướp đi cái tuổi thanh xuân chúng ta một cách hết sức là đau đớn. Nó cướp đi một cái sức mạnh tráng kiệt của chúng ta. Lúc mình còn trẻ, còn thanh niên thì tráng kiệt, mạnh khỏe. Còn giờ này chúng ta già thì yếu ớt. Hồi đó chúng ta dầm mưa dãi nắng không có sao. Còn giờ này chỉ mắc một đám mưa thôi, ông trời u ám bên ngoài thôi, thì chúng ta nhảy mũi, rồi đau bệnh rồi, nóng sốt rồi, vân vân. Thì nếu nói đến bệnh tật thì không bút mực nào tả hết được. Mà Đức Thầy đã giải rồi. Rồi cuối cùng thì chết. Cái điều quan trọng nhất giờ này quý vị nên nhớ dùm cho chúng tôi, tất cả chúng ta cũng phải chết. Giàu nghèo cũng có một quan tài mà thôi quý vị ạ. Vì vậy cho nên khi hiểu đến điều này rồi thì chúng ta không còn ham muốn danh lợi giàu sang nữa. Mà Đức Phật đã dạy là khát đắc phù sanh nhất thế không, điền viên sản nghiệp diệt giới không, thê nhi phụ mẫu chung ly biệt, phú quý công danh tổng thị không, cổ ngữ dạng ban đô thị ngã, kim ngôn bá kế nhất tràng không, tiền tài thu thập tăng đau khổ, lộ thượng quỳnh tiền tổng thị không. Tạm dịch: thương bấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn đều giả tạm, ngàn mưu ngàn kế vẫn quần không, suốt đời tạo dựng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy chúng ta rằng nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài,
Nếu như phước nhiều thì tiến cảnh lên rài, nếu như tội nhiều thì sa đọa nhiều ngày thảm thơi mà thầy đã dạy. Kính thưa đồng đạo, thì đây là quá chân lý rồi, phải không đồng đạo? Như vậy thì Đức Thầy khẳng định thế nên thế mà họ vẫn, tức là cuống cuồng tâm trí, theo bả lợi danh mù phú quý, đi theo những vật dục tiểu ti eo hẹp. Đôi khi có những người biết được cuộc đời là giả tạm. Cái chuyện này ai cũng biết hết đồng đạo à. Trình độ nào cũng biết hết à, giai cấp nào cũng biết hết. Biết rằng tất cả chúng ta sẽ già, tất cả chúng ta sẽ bệnh và tất cả chúng ta sẽ chết. Điều này quá đơn giản, ai cũng biết mà. Nhưng mà biết thì sao? Biết rồi mà họ vẫn cuống cuồng tâm trí, theo bả lợi danh, theo mù phú quý, đi theo vật dục tiểu ti eo hẹp. Phải chi họ biết rồi, họ tìm con đường giải thoát thì tốt biết mấy. Cho nên cái câu cuối cùng này của cái phần hành trạng này, thầy gạn lại. Thầy muốn nói là tôi và quý vị chúng ta biết hết. Biết rồi đây, chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhưng mà khi biết rồi, chúng ta không chịu cao bay xa chạy, mà biết rồi chúng ta vẫn đeo theo cái bả lợi danh, chúng ta vẫn đeo theo cái mù phú quý. Bởi vì cái bả lợi danh, cái mù phú quý nó thơm quá, nó làm chúng ta ghiền nhiễm rồi. Giống như câu thầy dạy là ưa mùi thơm như cá lục châu vậy đó. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên chính vì mà chúng ta gần như là chúng ta phải nói rõ là mình say mê vấn đề này, mà đây là vấn đề tiểu ti eo hẹp. Chính vì vậy chúng ta cũng rơi vào một cái cảnh giới eo hẹp, tâm chúng ta eo hẹp. Khi chết rồi mình sẽ đọa lạc vào cái nơi eo hẹp. Thì đó là chúng tôi muốn nói một số khái niệm căn cứ theo phần văn tản mà thầy dạy, để chúng ta chia sẻ với nhau qua cái phần hành trạng cũng như nguyên nhân của tà định. Như vậy thì giờ này muốn đạt được chánh định, hành giả cần nghe kỹ và thực hiện đúng theo là Đức Thầy mà thầy dạy. Họ không hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. À, vậy thì ở đây Đức Thầy đặt ra một vấn đề. Bởi vì cái nhìn chúng ta nó quá hạn hẹp, cái nhìn chúng ta chỉ quá nông cạn đồng đạo à. Chính vì sự hạn hẹp, chính vì sự nông cạn này, cho nên chúng ta cứ quay quẩn trong cái cõi ta bà thống khổ này, không thoát ly ra được. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới xác định một điều là họ không hiểu rằng họ là ta, họ là những người mà chạy theo bả vinh hoa mùi phú quý đó, đi theo những vật dục tiểu tiêu hẹp hồi nãy mà chúng ta bàn nãy giờ, là họ đó, trong đó có tôi vậy gì là họ đó. Không hiểu. Như vậy thì nếu như bây giờ chúng ta hiểu được thì tốt, mình không còn thoát được vấn đề này nữa. Thầy cho nên thầy dạy họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, tức là họ không hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế. Vậy thì kiếp phù du trần thế là thầy chỉ cho kiếp này nè, kiếp này kiếp phù du nè. Như vậy thì ngoài kiếp này là còn có cái gì? Đức Thầy dùng từ cái gì thì xin thưa rằng cái từ cái gì này là một cái câu từ nó lóng ở trong thiền học đó. Cái gì? À, tức là cái gì là một cái câu từ nó lóng trong thiền học. Cái câu này chúng ta phải nói rõ là không thể nào dùng bằng những cái ngôn ngữ, bằng một cái sự vật, một sự kiện để chứng minh cái gì này được. Mà cái gì này chúng ta phải hiểu nó đi vào trong một cái tâm linh, hiểu nó vào một thế giới tâm linh, hiểu nó vào thế giới vô hình. Chứ cái gì này không thể nào chúng ta hiểu ở thế giới hữu hình được. À, cho nên muốn nói ở đây là góc độ đồng đạo phải trở về tâm linh, phải trở về một thế giới vô hình thì chúng ta mới hiểu được từ cái gì. Như vậy thì Đức Thầy khẳng định ở đây đó, ngoài kiếp trần thế này đó, nó còn có cái gì? Cái gì mà không di không dịch? Không di là không di không dịch là không có thay đổi, không có di chuyển. Còn cái thế giới chúng ta ở đây nó thay đổi từ sát na, với một cái tốc độ quay chúng ta thấy khủng khiếp mà. Khủng khiếp luôn. Trái đất chúng ta quay tốc độ nhanh khủng khiếp, nhanh hơn một chiếc phản lực của gì? Một chiếc phi cơ, nó nhanh hơn đó. Bởi vì nó lớn. Cái bề mặt trên 500 triệu km vuông, chúng ta thấy nó chậm vậy đó. Thật ra tốc độ nó quay ghê lắm. Mà nếu như không có lực hút trái đất thì chúng ta bị nó giục rớt ra khỏi hành tinh này liền. Phải nói gọn vậy. Như vậy thì chúng ta đừng lo. Hôm nay chúng ta tu thì đồng đạo thực hiện ở bát chánh đạo, và đặc biệt chánh định này. Khi mình có một ý định thì lúc bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi kiếp này, ra khỏi quả địa cầu này. Cho nên thầy dạy là có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Cho nên cái này thầy tôi nghĩ rằng đó, tiếng lóng này đó, thì Đức Thầy muốn chỉ ngay có Phật. Có Phật là cái cõi không di không dịch, lại cõi vĩnh viễn trường tồn. Cái cõi gọi là niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Cái cõi là phải nói rõ là cái cõi không già không bệnh hết ngày nào đó. Thì đây tức là cái cõi này. Như vậy thì lại có một cái giả thiết nữa. Nếu nói về di vật thì người ta không tin ở quả địa cầu khác. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng đây là những cái chuyện của những thập niên trước đây. Còn những thập niên hiện tại này, khi mà
con người văn minh phát triển để ra khỏi quả địa cầu này, thì họ mới nhìn thấy được rằng quả địa cầu này nó chỉ là một cái quả bóng thôi, lơ lửng giữa không trung, nó không có điểm tựa. Và xung quanh quả địa cầu chúng ta ở, nó có hàng hà các quả địa cầu khác. Giống như chúng tôi thường nói về cái tứ đại bộ châu mà Đức Phật đã dạy rất rõ đó, cái núi Tu Vi ở chính giữa, tức là một cái thế giới của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nó gồm có là một cái núi Tu Vi chính giữa, là bốn phương, vậy là tứ đại bộ châu. Đồng Thắng Thần Châu là cái nơi này người ta sống, phải nói rõ là tới 1000 tuổi. Người ta phải nói rõ là cái người hết sức đẹp đẽ đó, cao to đẹp đẽ lắm. Bắc Cu Lưu Châu thì cái người này phải nói rõ là gần như là người ta sống với một cái lứa tuổi ít nhất cũng khoảng 700-800 tuổi. Một đời người á, người ta không cần làm ăn gì cả, nó có các loại đủ các loại trái cây, là tự động vậy tới giờ ta ra ta hái ta ăn à. Rồi cái cõi thứ ba thấp hơn một chút gọi là Tây Ngu Quá Châu. Thì cái châu Tây Ngu Quá Châu thì đây là cái cõi này người ta sống trung bình là 500 tuổi. Cái cõi này người ta giao dịch nhau bằng cái loại súc vật là con trâu, là làm một cái món hàng giao dịch với nhau, cho nên gọi là Tây Ngu Quá Châu. Và đặc biệt cái cõi của chúng ta là Nam Thiện Bội Châu, ở hướng nam của cái núi Tu Di. Thì ở đây thì đồng đạo biết rằng cái tuổi chúng ta nếu quân bình một năm như vậy, một con người như vậy, tức là trên gần 8 tỷ người thế giới này, thì một chúng ta quân bình là khoảng trên dưới khoảng 70 tuổi thôi. 70 tuổi, thì trong đó như Nhật Bản nè và các nước khác thì nó cao một chút, còn Việt Nam chúng ta có thể hơn 70 một chút. À, thì ở trung bình 70 tuổi thôi. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Thì khi hiểu điều này là quý vị có một cái tầm nhìn, có một định hướng nó xa hơn rồi, đúng không? Thì lúc bây giờ khi mà chúng ta hiểu điều này là mình sẽ nhàm chán cảnh ta bà khổ này ngay, mà chúng ta sẽ có một định hướng về Bắc Cu Lưu Châu, về Đông Thắng Thần Châu, về Tây Ngu Quá Châu. Nhưng xin thưa rằng định hướng này còn gần. Mà theo định hướng mà Đức Thầy dạy chúng ta đó là Long Hoa Hội Ân Cần Lo Lập, hay hoặc là Long Hoa Có Mặt Ấy Là Hiền Nhân, thì đến cái hội Long Hoa, đến cái thời Thượng Quân Thánh Đức đó, mà Đức Thầy đã giới thiệu chúng ta đó, thì con người sống trong cõi này gọi là Muôn Thu Thiên Định Nhất Kỳ, hay hoặc là Bồ Đào Lũ Thánh, Đủ Thánh Trà Tiên, Muôn Năm Cộng Lạc Chú Hiện Tô Trung. Thì con người mà sống trong cõi này thì đến 10.000 tuổi, nó gấp 10 cái cõi Đông Thắng Thần Châu. Vậy thì ở đây chúng ta phải có định hướng xa hơn. Tôi đưa ra nhiều ví dụ như vậy để chúng ta thấy rõ được những cái định hướng. Vậy thì đồng đạo chúng ta ráng tu đi, theo sự giới thiệu của Đức Thầy, theo cái sứ mạng độ đời của Đức Thầy, mà Đức Thầy ra đời mở đạo vào thời kỳ này, thì Đức Thầy sẽ đưa chúng ta về Long Hoa Đại Hội, Đức Thầy sẽ đưa chúng ta về cõi Thượng Nguyên Thánh Đức. Thì khi về cõi này rồi thì chúng ta sống đến muôn thu 10.000 năm. Bây giờ chúng ta sống 50 tuổi này, kiếp người dường chùm gửi bám vào cây, có người sinh ra là chết, có người thì mười mấy tuổi chết, đời hạ nguyên hay chết, tuổi sanh như thở trước nhân hồi còn trẻ. Có người hai mấy 30 tuổi chết, là cái người nào dài nhất thì 70-80 tuổi quý rồi. Thì thôi quý vị ráng tu đi, chúng ta đừng có định hướng ở cõi đời này nữa, đừng có ham giàu, ham sang, ham sung sướng cõi đời này nữa, mà chúng ta định hướng là chúng ta ráng tu. Cõi đời này giàu có giàu có bao nhiêu cũng không hưởng được cái gì, cõi đời này nào có sang trọng cả nào không hưởng được cái gì, cõi đời này giàu chúng ta có sáng suốt cả nào chúng ta vẫn bị luân hồi thôi. Vì vậy cho nên cái định hướng chúng ta ít nhất chúng ta cũng phải nhìn đến một thế giới khác, nhìn đến cái cõi Thượng Quân Thánh Đức, mà Đức Thầy có một cái trách nhiệm đó, để Đức Thầy lập hội Long Hoa, mà Thầy dạy là Phật Dương Đà Chỉ Rõ Mái Dị Quyền Chuyển Lập Hội Long Hoa, để chọn những đấng tu hành cao công quả. Kính thưa đồng đạo, thì đó là cái định hướng theo là Đức Thầy. Rồi bên cạnh đó, ngoài định hướng đó ra, thì chúng ta cũng theo là Đức Thầy luôn, tức là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Thì lúc này chúng ta sẽ có định hướng xa hơn nữa. Cái định hướng này nó vượt khỏi cả 10.000 tuổi. Mà định hướng này tức là cái bất sanh bất diệt mà Đức Thầy dạy tại chỗ này đó. Tức là lúc này chúng ta sẽ có một định hướng là tôi phải làm sao, tôi sẽ cố gắng hy sinh cái kiếp này, cố gắng hành đạo làm sao mà tôi được về cõi Phật, được đồng bay về cực lạc một đàng, được về cực lạc mới là hết khổ. Thì cái định hướng này lúc bây giờ không còn nói tới năm nữa, mà khi chúng ta về đây rồi thì được vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Lúc bây giờ chúng ta không còn nói đến 12, 1, 2 ngàn tuổi, 5, 10 ngàn tuổi nữa, mà lúc bây giờ là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đồng thọ, đồng tuổi với Phật, không có chết, không có già, cũng không có bệnh nữa. Như vậy thì tại sao chúng ta không đặt cái định hướng vào chỗ này? Cái chỗ này là chỗ chánh định đồng đạo ạ. Như vậy thì mỗi người tu chúng ta học đến cái bài học này thì chúng ta phải đặt định hướng vào đây.
Còn mọi sự giả tạm có đời là chúng ta gạt bỏ hết. Gạt bỏ hết. Đó nó chỉ là những cái giả tạm thôi, những cái phương tiện thôi, để chúng ta nhờ cái phương tiện này làm cái nấc thang để chúng ta trèo lên cao. Chứ không phải nói gì chúng ta bỏ hết, không phải vậy. Dù là cái thân này nó là giả, nhưng mà chúng ta cũng phải mượn cái thân này làm một cái thềm thang, làm cái nấc thang để chúng ta bước lên cái ngôi vị Phật Thánh. Phải không quý vị? Do đó cho nên chánh định này, đến đây chúng ta phải định về một cái phương trời xa thẳm, một cái phương trời mà gần như chúng ta chỉ hiểu bằng một tâm thức mà thôi. Cho nên thấy không được. Bực giỏi như một kiền liên thần thông đệ nhất, mà khi nghe Đức Phật giới thiệu cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, một kiền liên ngày ngày đêm đêm dùng cái thần thông đi đến đó, nhưng mà đi hoài đi không tới. Cuối cùng đi đến một đất nước nọ, thấy con người nó cao nó to khủng khiếp lắm, nhưng mà hỏi ra đây chỉ là cái núi Tu Di Tướng thôi, chưa tới cõi Phật mà có người cao to vậy. Một kiền liên mòn mỏi trở về bạch Thế Tôn, có nghe Đức Phật giới thiệu rằng được từ đây về hướng Tây, trải qua 10 muôn ức Phật độ của một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện đang làm giáo chủ. Vậy cho nên con dùng thần thông con bay về hướng Tây, bay hoài, bay mãi, Phật đó con không thấy. Khi con dừng chân lại thì thấy một đất nước, con người to cao lớn không à. Thì Đức Phật nói, người mới đến núi, mới đến cái nước Tu Di Tướng thôi à, mới có cái rịa hả, chưa đến cõi Phật được. Bởi vì cõi Phật nó vốn dĩ là nó thuộc về cái tâm thức. Vì vậy cho nên hôm nay muốn về được cõi Phật thì chúng ta phải đạt ở chỗ tâm, tịnh độ tâm. Chúng ta trở về tâm, đạt được tâm. Vì vậy cho nên dù rằng Đức Phật còn tại thế trong 49 năm thì Đức Phật cũng cảm nhận cảnh Phật ở bằng tâm thức. Khi Đức Phật nhập diệt, nhập Niết Bàn thì cái phần thức của Đức Phật, cái thần thức đó thì mới thác sanh về cõi Phật, mới trở về với cõi Phật thì mới cảm nhận được cảnh vật thật. Mà Đức Phật mới dạy ngài tức là Mục Kiền Liên rằng đó, bởi vì ngươi còn mang cái xác thân giả tạm thì ngươi không bao giờ đến cõi Phật được. Mà muốn đến cõi Phật rồi thì ngươi phải trả hết cái nghiệp, và sau đó ngươi đi về cõi Phật bằng cái phần thần thức, còn gọi là linh hồn. Cho nên ngài Mục Kiền Liên ngài mới cảm nhận điều này, đồng đạo. Vì cho nên đồng đạo còn nhớ là không, cái kết cuộc Mục Kiền Liên là thế nào? Bị người ta đánh đập giả mang mà cho tới chết. Tại sao người ta đánh đập giả mang? Mục Kiền Liên không có là chống cả lại. Bởi vì Mục Kiền Liên đã hiểu là Đức Phật rồi, để cho người ta đánh đập cho bỏ cái xác này, vừa trả nghiệp vừa bỏ xác này thì mình mới được về cõi Phật. Còn tôi dạo vậy thì khác, chúng ta cách nhìn, cách định của mình ở tà định, ai đánh mình không chịu không nổi, hô cái thân này biểu gì chút chúng ta sợ chết. Nhưng không ngờ chết là giải thoát, đồng đạo. Nếu nói gì tư tưởng người tu đó, chúng ta chết là giải thoát, đồng đạo. Chết nó còn sung sướng hơn là chúng ta còn sống, nếu chúng ta có tu. Vì vậy cho nên ngày xưa Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất đó, nhưng mà khi mà bị cái bệnh, cái bọn côn đồ nó chặn đường, nó đánh, bọn cướp đánh rồi, Mục Liên đứng xuôi tay cho đánh tới chết luôn, nát thịt tan da, đồng đạo. Thì lúc đó Mục Kiền Liên mới thực sự về với cõi Phật, chứng được thánh quả A La Hán, về cõi Phật. Kính thưa đồng đạo, thì đó là chúng tôi muốn đưa một cái dòng dài như vậy để chúng ta thấy rõ rằng Đức Thầy dùng cái từ là họ không hiểu rằng ngoài kiếp phụ du của trần thế còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Thì cái này chúng ta phải tin là có, đó là cõi Phật. Mình phải tin bằng cái tâm thức. Vì vậy cho nên khi đi đến đây, đồng đạo, cái quan trọng nhất chúng ta có đức tin. Mà nếu như đồng đạo nào không tin có cõi Phật, không tin có cõi cực lạc, không tin có cõi địa ngục, không tin có thiên đường, thì xin thưa rằng đồng đạo đó thì không thể nào giải thoát được. Bởi vì chúng ta sẽ thiếu đức tin thì mình đi không xa. Do đó cho nên chúng ta phải nghe là Đức Thầy dạy, tức là thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Hay hoặc là Đức Thầy dạy ở một chỗ khác để chúng ta thấy rõ rằng gần như có địa ngục, có thiên đàng và đồng thời có cõi Phật. Nếu không có cõi Phật thì Đức Phật ra đời giới thiệu làm gì? Nếu không có cõi Phật, Đức Thầy chúng ta từ cõi Phật thì đây làm gì? Mà Thầy đã dạy rất rõ là bồng lai điên dạy có ngôi, Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen. Vì vậy cho nên trong cái nguồn tâm thức của người hành về bát chánh đạo và cũng như phần chánh định này, thì tâm chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ rằng có cõi Phật, và đây là định hướng sau cùng. Chúng ta cắm một cái phong tiêu cho cái định hướng, cái tương lai của mình, những ngày sắp tới đây, đến khi cái ngày chúng ta bỏ cái thân giả này, đến khi cái ngày mà chúng ta bỏ cái xác giả này, thì nhất định chúng ta phải được về cõi Phật. Thì quý vị phải có định hướng đó, về một cái thế giới khác. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ông cha chúng ta cũng sáng suốt lắm. Khi có người mà nhắm mắt rồi thì ông cha chúng ta nói gọn là bây giờ nó về thế giới khác rồi. Bởi vì vẫn biết rằng khi chúng ta chết chúng ta không ở thế giới này.
ông cha chúng ta sáng suốt cực kỳ đồng đạo à. Khi một người chết thì ông cha ta nói là đã về thế giới khác rồi, thì rõ ràng ông cha ta nói đâu có khác là Đức Phật đâu. Thì cái thế giới khác là đâu? Tức là một cái nơi mà chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt thường, có thể chúng ta hiểu ở bằng cái tâm thức, bằng thế giới vô hình. Về về cho nên cái người đó hiện tiền làm hiền, làm lành, làm phải thì sao? Hiền lành nhắm mắt thấy non tiếng, thì khi chúng ta bỏ xác rồi chúng ta được đi lên. Mà nếu cái người đó làm ác, hung dữ, bạo ngược, phạm vào 10 điều ác thì sao? Mê muội ác hung về địa ngục, thì chúng ta sẽ qua thế giới địa ngục. Địa ngục cũng là một thế giới, thiên đàng là thế giới, thì đương nhiên cõi Phật cũng là một thế giới khác. Cho nên trong cõi hành tinh này chúng ta phải nhìn rộng như vậy, phải có một định hướng như vậy, thì đó là chúng ta hiểu cái gì không di không dịch đó, vĩnh viễn trường tồn. Vì vậy thầy mới dạy thêm, nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ thì thấy rằng cảnh ấy con người hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Như vậy thì hôm nay chúng ta muốn đạt được vấn đề này, mình phải thiền định. Cái mà chúng tôi nói quý vị nãy giờ, cái mà chúng tôi định hình được nãy giờ là chúng ta nhờ thiền định đó. Mà bản thân tôi cũng nhờ thiền định, nhờ chúng tôi học, chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi nghiền ngẫm mới thấy được cái điều đó để chia sẻ tất cả đồng đạo chúng ta. Và khi chúng ta cũng hiểu được như chúng tôi, chúng ta có được công năng thiền định, chúng ta có được một cái sự chánh định, thì đương nhiên chúng ta thấy được cái điều đó. Tức là mình sẽ thấy được cõi đời này nó không thật. Mình thấy được những cái sự biến hóa giả tạm cõi đời này một cách khủng khiếp, để rồi chúng ta nhàm chán để mình sinh về cõi khác. À, khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết những sự phiền não rầu buồn, phá tan các lòng sống thị dục lôi kéo vào não tà, tâm ta chẳng còn xao động, chí ta tỏ trạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm mô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần và lần bước đi đến cõi giải thoát. Thì Đức Thầy giải rất rõ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu bằng một cái lý thuyết về một cõi Phật như chúng tôi bàn nãy giờ, thì muốn đạt ở chỗ đó, cái khi hiểu là bằng lý thuyết nha, mà muốn đạt ở cảnh giới thật đó, thì đồng đạo chúng ta phải trở về chánh định, chúng ta phải trở về thiền định. Thiền định trước, chánh định sau. Bởi vì khi có thiền định xong rồi thì lúc bây giờ hành giả chúng ta mới có được chánh định. Cho nên ở đây Đức Thầy dạy là nếu lấy sự thiền định, thiền định đi trước, và sau đó thì chúng ta chúng ta dùng cái sự chánh định. Bởi vì khi mà chúng ta có thiền định rồi thì lúc bây giờ mình đoạn trừ vô minh, mình phá tan mạng vô minh. Có thiền định mới phá được vô minh quý vị à. Chứ nếu chúng ta không thiền định là không phá được vô minh. Thiền định là tính lự, là tư duy, giống như phần chánh mạng chúng tôi đã trình bày. Chúng ta phải có thiền định mới phá tan mạng u minh. Cho nên mình phải tư duy, mình phải suy gẫm, mình phải thiền định trong cuộc sống hàng ngày. Mình phải sửa mình phải sống tỉnh thức. Mà thầy dạy rằng ngồi đâu cũng định mới nên. Cái chỗ ngồi đâu cũng định mới nên, nó bằng như cái chỗ là ngồi đâu cũng sửa. Vậy thì mới mau. Hai cái này nó bằng nhau, dù nó khác nhau về văn phạm, nhưng mà ngồi đâu cũng sửa thì chúng ta mới ngồi đâu mới định, cũng định được. Còn nếu như chúng ta không sửa là chúng ta không định, có sửa là chúng ta có định. Vậy thì khi mà chúng ta có dùng được sự chánh định rồi, để dẹp phá màn u minh che phủ rồi, lúc bây giờ tâm của chúng ta sáng. Và khi chúng ta sáng rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới phụ vào, mới có được chánh định. Và từ ở chỗ tâm sáng rồi, chúng ta mới dùng cái sự chánh định nè, để dẹp bỏ những sự phiền não rầu buồn, phá tan các lòng làn sóng thị dục lôi kéo những nẻo tà. Lúc bây giờ chúng ta bắt đầu mình nhận định được rồi, cái điều nào tà, cái điều nào thị dục, cái điều nào ham muốn giữa lục căn lục trần, cái sự cảnh giả với nhau thì chúng ta đem ra ngoài đó. Thì lúc bây giờ tâm chúng ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm mô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần và lần bước đến cõi giải thoát. Như vậy thì đây là một cái giai đoạn mà thầy cho biết rằng lòng trong thánh kệ tình bế lội, dạ sạch Phật kinh ý liễn bay. Thì khi mà tâm chúng ta đã ở chỗ trăng rằm, có nghĩa là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến rồi, lòng trong rồi là dạ sạch rồi, thì đến đây rõ ràng chúng ta hoàn toàn sáng suốt rồi, dứt tuyệt hết sự phàm trần. Lúc bây giờ tâm chúng ta là giải thoát, tâm chúng ta là niết bàn, kính hương đạo. Tuy nhiên thì đấy là chúng ta bàn về lý thuyết. Cái quan trọng là chúng ta phải có được thiền định mới có được chánh định. Thiền định là ban đầu, dù rằng thiền định là chánh định, nếu chúng ta đi sâu vào chân lý nó không khác. Nhưng mà thật chất ra, từ Đức Thầy dạy một cách hết sức là chi tiết, nó đi từ phải nói rõ là tuần tự đồng đạo. Cho nên tôi xin nhắc lại, chúng ta phải có một thể thiền định trước. Tức là phải có một cái Đức Thầy dạy là thể thiền định, thiền định là làm thể trong bằng chánh mạng. Phải có chánh mạng trước, cho nên cái chánh định là sau cùng. Khi mà có được chánh mạng, có được thiền định làm thể rồi đó, cũng như chúng tôi trình bày trong đề tài chánh mạng, thì từ đó chúng ta mới có được chánh định. Mấy khi có chánh định rồi là có được trí tuệ, có được trí tuệ, có được tam muội vậy đó.
có được Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, thì lúc đó chúng ta mới dĩ trí huệ kiếm phá phiền não tặc. Mà trong kinh là Đức Phật đã dạy, ở trong cái kinh Đức Phật đã dạy rất rõ điều đó. Vậy thì lúc bây giờ khi có được trí tuệ rồi, thì khi mà trí tuệ sanh rồi thì chúng ta mới đoạn trừ được những cái tà vậy, những cái tư tưởng buồn phiền, thì lúc bây giờ chúng ta mới giải thoát được. Cho nên điều này không phải là dễ. Vì vậy Đức Thầy dạy là một chánh định thiệt là rất khó. Khó đồng đạo à. Cái quan trọng là phải giữ tấm lòng bất động như như. Cái quan trọng là cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Thầy mới dạy thêm là tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọt lừa. Vì vậy cho nên cái chỗ này không phải là chỗ dễ. Đây là cái chánh rốt ráo để chúng ta được hoàn toàn trọn sáng như tôi nói là ở đầu. Cái chánh định là một chánh khai chúng ta một cái huệ nhãn, một cái trí tệ Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn trọn sáng, cho nên rất là khó. Đã thiền định rồi mà phải đạt được chánh định nữa, đi thêm một nấc thang nữa để hoàn toàn được sáng suốt. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên vấn đề này chúng ta phải hằng hủ, chúng ta phải suy gẫm, chúng ta phải tỉnh thức trong mọi quá trình hàng ngày cuộc sống của mình. Cho nên chỉ cần chúng ta lơ là, chỉ cần chúng ta không quan tâm, chỉ cần chúng ta yếu ớt thì để rồi danh lợi tình nó xen tạp vào đây, để rồi vọng niệm chúng sanh nó xen tạp vào đây, thì cuối cùng chúng ta, cái công tu của mình gọi là công giả tràng, không đạt kết quả. Cho nên Đức Thầy dùng cái khái niệm trong Giác Mê Tâm Kệ là một chánh định thiệt là rất khó, không phải là dễ. Vì vậy Thầy mới dạy là cho hồn linh yên lặng an cư, tức là giữ tâm lòng bất động như chứ. Một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như. Vậy thì lúc bây giờ phải nói rõ là bên trong chúng ta không động, không động địa, chỉ trạng thái như như là không thay đổi, như một cái mặt nước hồ phẳng lặng vậy đó. Giống như là, tức là thanh thủy bổn vô đó, nhân phong tầm diện, thanh sơn giai bất lão, dị tiết bạc đầu, mà các vị thiền sư đã dạy. Có nghĩa là vốn dĩ cái mặt nước thanh thủy bổn vô, mặt nước nó vốn dĩ nó phẳng lặng, nó không có xấu. Nhưng mà vì gió, nhân phong tầm diện, vì gió nó thổi, mặt nước nó lăng tăng, nó xấu đi. Cho nên mới có câu là thanh thủy bổn vô, nhân phong tầm diện. Rồi thanh sơn giai bất lão, dị tiết bạch đầu. Vậy thì vốn dĩ cái núi kia nó không có già, nó là núi xanh, nhưng vì tiết nó bao phủ quanh năm, cho nên thấy nó là trắng, cái đầu nó trắng bạch đầu, nhưng thật chất ra nó đâu có già. Thanh sơn giai bất lão mà nó già là nó do tiết. Khi mà chúng ta phủi sạch tiết rồi, qua đến cái mùa xuân rồi, thì lúc bây giờ cái ngọn núi nó xanh, nó trẻ lại. Khi hết sóng gió rồi thì mặt nước hồ sẽ đẹp lại. Vì vậy cho nên ở đây Đức Thầy dạy ở cái chỗ này là cái giai đoạn mà mặt nước hồ nó đẹp lại, nó không còn một cái lượng sóng lăng tăng, mới Thầy mới dạy là cho hồn linh yên lặng an cư. Thì lúc bây giờ đây là một giai thoại phải nói rõ là cái mặt nước hồ không còn lăng tăng giận sóng. Và đây là cái giai thoại mà phải nói rõ rằng lúc này thì gần như chức là núi xanh trở lại rồi, khi tuyết nó mất hết rồi. Cho nên khi tuyết nó còn, chúng ta nghĩ là cái núi này nó già, nó bạch đầu, nó trắng đầu, nhưng mà cuối cùng rồi, đây là do chúng ta nhầm thôi. Vì vậy Thầy mới dạy cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Vậy thì quần nguyên phản bổn là trở về cái tánh cũ của mình. Hầu đó giờ chúng ta chỉ vay mượn thôi, chúng ta đánh mất cái tánh cũ rồi, đánh mất cái chủ nhân ông rồi, đánh mất cái Phật tánh rồi. Như vậy thì khi hoàn thành ở cái bát chánh đạo đến giai đoạn này, khi hành giả xong được cái chánh định rồi, lúc giờ tâm chúng ta sáng như tôi nói hồi nãy rồi, lúc giờ chúng ta đã tìm được chủ nhân ông, chúng ta đã quần nguyên phản bổn, chúng ta đã trở lại cái gốc thanh tịnh tự tánh của chính bản thân của mình, thì đây mới là cái chân lý giải thoát. Trở lại với bản tánh thanh tịnh, trở lại với bản lai giận diện mục, trở lại chủ nhân ông, trở lại cái tánh cũ, trở lại cái mà Thầy dạy các chúng sanh đều có như ta, thì lúc bây giờ ta và Phật đồng nhau rồi, ta và Thầy đồng nhau, có gì đâu lạ. Kính thưa đồng đạo, thì đó là cái ý sau cùng để chúng ta thực hiện về cái phần hành chánh định. Như vậy thì trở lại, muốn đạt được chánh định, cái quan trọng là chúng ta phải có định hướng. Khi mà chúng ta có định hướng rồi thì mình được một nửa cái thành công của mình nè quý vị ạ. Cái định hướng là cái đi đầu. Vì cho nên hiện nay đồng đạo hành giả, chúng ta muốn đắc được cái quả vị giải thoát trong cái phần bát chánh đạo này, nhất là cái chánh cuối cùng này, thì chúng ta phải có một cái định hướng thật xa. Chúng ta định hướng là mình sẽ là Phật sẽ thành, mình sẽ là Phật tương lai, nhất định mình sẽ sanh về cõi Phật, mình dẹp hết mọi sự ô uế phàm trần này, mình cố gắng gìn giới luật, mình cố gắng niệm Phật, mình cố gắng hành thiện, cố gắng cúng lại để tạo rất là nhiều công đức, để rồi từ đó chúng ta sẽ có được một cái sự giải thoát ở ngay bản thân mình.
giải thoát tự tâm mình, giải thoát ở ngay trong cái tâm hồn chúng ta. Nói một cách khác là chúng ta đắc được niết bàn tự tánh, niết bàn tại tâm. Lúc bây giờ chúng ta không còn lạc vào đường mê, chúng ta đã giải thoát tất cả rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta và Đức Phật, tâm ta và cõi Phật vốn dĩ nó đồng nhau, đâu có xa đâu. Vì vậy thầy mới dạy là Phật tại tâm chứ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Khi đồng đạo đạt được chánh định rồi thì đồng đạo sẽ đạt được cái câu dạy của Đức Thầy mà tôi vừa nhắc lại, tức là nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm. Kính thưa đồng đạo, thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng gọn lại cũng trên dưới gần một giờ đồng hồ để chia sẻ qua đề tài chánh định. Thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ. Thì trong quá trình trao đổi thì không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý đồng đạo nên tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta được thân tâm thường lạc, đạo quả sớm viên tròn, và tất cả chúng ta sẽ được trí huệ thông minh dài đắc đạo quả. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.